vốn cuốn. Hoàng Gia Order xin chào các bác nhá. Hôm nay thì bên em lại về thêm được một cái mẫu tủ chống ẩm. Mẫu này thì các bác có thể dùng được rất nhiều các sản phẩm khác nhau. Tại sao em lại đưa ra cái mẫu tủ to như này? Bởi vì có rất nhiều bác khi em lên cái mẫu tủ chống ẩm này này thì có hỏi rằng là có tủ nó to hơn không? Bởi vì nhiều khi ấy, không phải những cái cuốn băng cối này các bác cần bảo vệ đâu. Các bác còn có thể những cái đồ cá nhân nữa cơ. Có thể là giày da, ví da, đồng hồ, dây da, áo da chẳng hạn. Thậm chí kể cả những cái tủ chống ẩm này ấy, theo em được biết và em được tìm hiểu ấy, thì ngoài cái vấn đề là chúng ta giữ những cái đồ cá nhân, ví dụ như là túi, ví da chẳng hạn, thì các bác còn có thể là đựng thuốc men. Đấy, thuốc men rất là quan trọng nhé. Nói chung là tủ chống ẩm này, những cái gì mà chúng ta hay bị mục ẩm mốc các nhé, hay bị ẩm mốc thì chúng ta nên đưa vào cái tủ chống ẩm như thế này. Đấy, thì ngày hôm nay em về là một cái tủ chống ẩm 160 lít, tủ cao đấy, tủ này cao gần 1m2 và nó có 2 ngăn và nó có 2 dàn độ ẩm khác nhau. Chúng ta có thể điều chỉnh từng dàn một. Đây, ngăn trên, ngăn dưới, chúng ta có thể điều chỉnh từng dàn một nhé. Đấy, nó không chung như cái này. Thằng này thì nó chung, nó chỉ có 1 dàn thôi. Nó giống như kiểu ô tô nó có 2 dàn điều hòa ấy, thì thằng này nó có 2 dàn. Chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ ở 2 mức khác nhau tùy theo cái sản phẩm chúng ta đặt vào đây là cái gì. Đấy, thì hôm nay em đang lấy ví dụ là băng cối. Thì trước này thì em đang xếp được một hàng dưới, nó khoảng tầm 14 đến 15 cuốn băng 10 này. Đấy. Thì riêng cái tủ này thì nó có thể đựng được 2 đấy, dàn trên, dàn dưới. Và ngoài ra còn không gian thừa này có thể để băng 7. Trên này thì có thể đồ để những đồ dùng cá nhân. Được chưa? Vâng ạ, và ngày hôm nay thì em giới thiệu đến các bác những cái combo mà chúng ta có thể bảo quản băng cối này, thiết bị điện tử. Thì ngoài ra thì em có giới thiệu các bác đó là những cái mẫu lọc, à, máy hút ẩm các nhé. Máy hút ẩm, thì máy hút ẩm này thì em có 2 dòng, một là dòng mới đập hộp mít, cái dòng này em cũng bán rất là nhiều này. Mít này gọi là mít chân voi này, chân mình con voi, hay gọi là mít mít giọt lệ hay giọt nước gì đấy, có nhiều tên gọi lắm. Dòng này thì nó rất là nổi tiếng rồi, và dòng này thì nó là dòng mới đập hộp 100% các nhé, mới cứng 100%, điện 100V. Đấy, công suất hút là 18 lít một ngày, 18 lít nước, với độ ẩm cao thì nó sẽ hút khoảng 18 lít các nhé. Đấy, thì bác nào mà thích hàng mới, hàng đẹp, hàng chất, nhất là những bác nào mà đang sống ở khu vực miền Bắc ấy, mà nồm ẩm, mà hay nồm bị chịu cái thời tiết nồm ẩm hay mưa ấy, nhất là những cái giai đoạn là Tết này và ra riêng ấy, thì các bác nên sử dụng những cái dòng này, vừa khô ráo nền nhà tường này, tránh ẩm mốc cho chăn ga gối đệm này, đồ dùng trong gia đình này, được chưa? Thì mùa nồm ẩm thì các bác biết rồi, nó nồm ẩm nó rất là khó chịu. Và hai là hay hỏng các thiết bị điện tử. Đấy, chập cháy rồi là xì xoẹt âm ly, rồi là âm ly đèn, rồi đầu băng cối là rất hay xì xoẹt. Đấy, thì đây là cái dòng sản phẩm mới. Và những cái dòng hút ẩm này thì nó có cả sấy quần áo luôn các nhá, có sấy quần áo. Công suất hút rất là tốt vì nó sử dụng cái công nghệ block giống như điều hòa ấy. Tất cả cục nóng cục nặng nó sẽ nằm trọn bộ trong cái máy này luôn. Đấy, có chứa nước vào đây. Hoặc nếu mà đi xa dài ngày mà không thay được nước ấy, thì nó sẽ có cái mở rộng này, cứ mà nắp thêm ống dẫn nước vào đây. Được chưa? Đấy, nếu mà các bác bảo là tôi đi công tác 5-7 ngày thì giờ nó đầy rồi thì ngắt thì làm sao, thì nó có một cái lỗ mở rộng ở đây, các bác có thể đấu vòi ở đây nhá, giống như máy giặt ấy. Các bác hút thoải mái thôi, hút không có nước mà hút thôi. Được. Đấy, thì hai dòng này nó đều có. Thấy chưa? Đấy, cái bình này nó chỉ có vài lít thôi. Nó đầy nó sẽ ngắt. Đấy, riêng cái máy này là đầy là nó ngắt nhá, nó không chạy đâu ạ. Đấy, thành ra là nếu mà mình không đổ nước đi được thì mình có thể lắp thêm những cái vòi dự phòng vào. Đấy. Đây là hàng bãi. Đây là mít mắt niếc cũng nổi tiếng này. Đấy, đây là con hàng bãi. Hàng bãi tức là hàng đã qua sử dụng rồi. Phiên bản này là đang là điện 220V nhá. Hàng xuất điện 220V. Đấy, chiếc này là em báo giá luôn, chiếc này là em đang bán với giá là 5,5 triệu. Được chưa? 5,5 triệu. Còn với những con hàng mới như này ấy, giá bây giờ đang lên rất là cao. Và giá này em chỉ đọc trong cái thời điểm này thôi các bác nhá, thời điểm tháng 10 này thôi, còn lại khi vào Tết hoặc là ra riêng thì giá nó sẽ khác các bác nhá. Và khác ở đây là chỉ có lên thôi, không có xuống. Nên là bác nào mà mua thì mua luôn đi, không đến lúc tháng 12 rồi tháng 1, tháng 2 rồi sang năm 2005 ấy, giá nó trên 10 triệu thì nó bảo tại sao nó bán đắt thế, thì cái đấy nó là giao giá thị trường. Trước này bây giờ em đang bán với giá là 9,5 triệu các bác nhá, 9,5 triệu. Đấy, bao ship tận nơi. Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện, thùng thiếc, hàng mới 100 nhá, chứ không phải là hàng nước đi qua nhá. Hàng này là hàng mới 100% đập hộp luôn.
không phải là hàng hàng nước đâu, giá 3.000 dây rắc này. Đấy. Đấy. Đai những bảo vệ nó còn nguyên này. Không phải là hàng hàng nước gì đâu nhá. Tem mác này, đấy. Đấy, có bánh xe đun đẩy này. Nó nặng lắm, con này nó nặng lắm các bác nhá, nặng mười mấy cân này. Đấy. Đấy, 9.500.000 các bác nhá, giá tại thời điểm tháng 10 nhá, chứ không phải là áp dụng cho mọi thời điểm tháng 10 đấy. Đấy, còn đây con này là con mít mắt niếc, con này là 5.500.000 hàng bãi. Nếu là hàng mới thì nó cũng đắt ngang ngửa con này đấy con nhá. Còn đây là hàng bãi. 5.500.000, bác nào mà chúng ta bảo là thôi ít tiền quá không đủ tiền mua thì mua con này. Hai con này nó đều sử dụng công nghệ block đi điều hòa. Đấy, hút cũng khỏe như nhau. Dạ. Con này thì điện 220V không phải đổi nguồn nữa. Con này là điện 100V thì các bác phải có cắm qua đổi nguồn. Đổi nguồn thì các bác nêu lưu ý là đổi nguồn nó phải tương đối to một chút nhá. Đấy, tầm 500 đến 1 ký trở lên nhá. Đấy. Thấp hơn là không dùng được đâu ạ. Ok, bây giờ em sang cái tủ. Tủ này thì ở đây có hai chiếc tủ. Một chiếc tủ là 105 lít và một chiếc tủ là 160 lít. Thì tủ 105 lít này thì bây giờ em sẽ đo cho các bác cái kích thước. Đo cho bác cái kích thước nhá. Cái kích thước ở đây thì đây là kích thước. Đây là tủ 105 nhá. Tủ 105 là cao là 76. Cao 76 á. Ngang là 41. Ngang 41 là sâu ở đây là 39. Đấy. Thì tủ này thì các bác nếu mà đựng băng cối ở ngăn dưới này. Tủ này thì nó có cái hay là nó có thể đựng được hai cái hàng băng cối 10. Với các bác nào mà dùng băng cối 10 nhiều ấy thì cái này đựng được hai hàng. Đấy. Bỏ cái khay này đi, bỏ cái khay này đi thì chúng ta được hai hàng như thế này. Và hai hàng như này thì hôm trước em có xếp những cái cuốn 10 như thế này này thì loanh quanh nó khoảng được tầm 15 đến 16 cuốn gì đấy. Một cái hàng này thì các bác nhân đôi lên thì ít nhất các bác được khoảng 30 cuốn băng cối 10. 30 cuốn như thế này. Được chưa? Đấy, đây với những bác nào mà chúng ta đang có tầm khoảng 30 cuốn băng cối thì chúng ta nên sử dụng cái tủ như thế này. Đây là tủ 105 lít các bác nhá. Đấy, đây là cái dàn độ ẩm của nó đây. Chúng ta có thể bật tắt đèn này, điều chỉnh độ ẩm này theo ý tùy ý này. Đo nhiệt độ và độ ẩm này. Đấy. Thì tủ này nó sơn tĩnh điện các bác nhá, mặt là mặt kính trong thì rất là đẹp. Tay sách thì nó nắp bên trong thì các bác nắp mua về các bác xoáy cái ốc này ra và đưa nó ra ngoài nhá. Nó nắp này để nó đóng hàng nó tiện. Nó không bị thò ra, được chưa? Thì khi các bác nhận được hàng các bác nhớ xoáy hai cái ốc này ra và đưa cái tay sách nó ra bên ngoài nhá. Cái tay sách nó bằng inox rất là đẹp này. Đấy và có khóa nhá. Trong này nó sẽ có trang bị cho các bác một cái túi như này, nó có hướng dẫn sử dụng này, có khóa này, hai cái khóa này, chìa khóa này và cái adapter tức là cái đổi nguồn đấy. Và cái nguồn điện này các bác cắm 220 nhá, cắm 100V cũng được và 220V cũng được. Đấy. Giờ các bác có thể cắm hai loại điện khác nhau đều được các bác nhá. Đấy. Còn cái tủ 160 lít. Đây tủ 160 lít thì em cũng xin báo giá cho các bác luôn. Đây ạ, tủ tủ này là em đang bán với giá, đây là tủ 105 lít ạ. Tủ này em đang bán với giá là 6 triệu đồng các bác nhá. 6 triệu đồng, em bao ship tận nơi. Đấy, còn đây là tủ 160 lít. Tủ 160 lít thì em sẽ đo cho các bác. Tủ 160 lít thì cái chiều ngang ấy, thì nhìn nó nhỏ hơn cái tủ 105 lít. Đấy, chiều ngang của con này nó có 38 thôi. Của tủ 160 này. Sâu vẫn là 39. Sâu thì như nhau, ngang thì con này là nhỏ hơn. Đấy, ngang con này có 38 thôi. Và chiều cao thì con này thì nó là 1m17. 1m17. Nhưng nó có cái hay ở đây là nó có hai cái dàn chống ẩm, hút ẩm khác riêng biệt cho từng ngăn. Đấy các bác nhìn này. Giống như một cái tủ lạnh này, ngăn trên ngăn dưới đấy ạ. Đấy là giống cái tủ lạnh này các bác nhìn này. Thì trong mỗi một cái ngăn này ấy, thì chỗ này nó sẽ chia làm hai, nó có hai ngăn nhựa. Chúng ta có thể tùy chỉnh lên cao xuống thấp. Thì ngăn ở dưới này sẽ có 4 ngăn nhựa. 1 2 có 3 thôi, 3 ngăn nhựa các bác nhá. Có 3 ngăn nhựa thôi thì chúng ta cũng có thể tùy chỉnh lên cao xuống thấp hoặc là có thể bỏ nó đi. Đấy, thì ở đây thì em đo em xếp băng 10 thì ở đây em được 2 2 4 6 8 10 12 13. Nếu mà để maximum được khoảng tầm 14 cuốn các bác nhá, để được 14 cuốn.
Đấy, thì hai ngăn này thì được 28 cuốn. Ngăn trên ngăn dưới được 28 cuốn và còn dư khoảng không ở trên này. Và trên này thì các bác có thể để những cái thiết bị, những cái đồ dùng cá nhân. Đấy, đồ dùng cá nhân các bác nhá. Ví dụ đồ da đấy, em nói với các bác, ví da, dây da, áo da, rồi là túi da chẳng hạn. Đấy. Thì những bác nào mà hay đi công tác thì hay có những cái đồ da nó xịn ấy, hàng xịn ấy, nó hay bị mốc ấy, thì các bác đưa vào đây. Được chưa? Các bác đưa vào đây. Đấy, nó sẽ bảo quản cho các bác yên tâm mà không bao giờ bị mốc. Được chưa? Hoặc là các chị em mà các chị em thì thích mua sắm đấy các bác, hay đi mua sắm đấy các bác, các chị có thể có nhiều túi ví lắm. Đàn ông thì có thể là một cái ví thôi, một cái túi thôi, nhưng mà các chị em có khi là 5-7 túi cái ví chẳng hạn. Đấy, rồi giày dép này, rồi là áo da này thì chị em rất là nhiều. Thì em nghĩ cái tủ này có khi còn không chứa hết được cơ. Đấy, thì còn những cái tủ nó còn to hơn tủ này nữa, nhưng mà nó cũng khá là nhu cầu thị trường nó cũng không nhiều, không có nhiều người mua, nên là tạm thời là em chưa lấy về. Và nếu bác nào mà chúng ta cần những cái tủ nó to hơn cả tủ 160 lít này nữa thì cứ liên hệ trực tiếp với em nhé, em sẽ gửi hình ảnh và cũng như là sẽ báo giá cho các bác. Được chưa? Còn cái tủ như này là em thấy là cũng là dạng là to rồi, và em thấy rằng là cũng cái nhu cầu của các bác tùy theo các bác. Thì em cũng xin được lên sóng này để chia sẻ với các bác những cái mẫu tủ to như này. Đây là tủ 160 lít, cao 1m17 đó nhá. Lưu ý ạ. Em đọc cái chiều cao kích thước này để mục đích cho các bác hình dung được cái sản phẩm. Và thứ hai là để các bác định được cái chỗ kê bày để làm sao cho nó phù hợp. Đấy. Được chưa? Và giá của chiếc tủ này là 10.500.000. Em bao ship tận nơi. 10.500.000 đồng em bao ship tận nơi. Và sản phẩm này em bảo hành 1 năm luôn. Lỗi em đổi mới. Dạ, nếu lỗi em đổi mới. Đấy, được chưa? Bảo hành 1 năm luôn, lỗi đổi mới. Đấy, thì đây là những cái tủ mà rất là yên tâm cho các bác bảo quản đồ, băng cối, băng các xét CD, rồi đĩa than, rồi là dây da, ví da, áo da, túi da, các bác bỏ hết vào đây. Thuốc men các kiểu các bác bỏ hết vào đây. Máy ảnh, đồng hồ các bác bỏ hết vào cho em. Vừa là chống bụi tốt, vừa là chống ẩm tốt thì nó rất là bền các bác nhá. Đấy, thì kể cả miền Bắc hay miền Nam hay là ở miền nào đó nó không giống như khí hậu miền Bắc thì các bác vẫn có sử dụng bình thường. Có điều là nhu cầu sử dụng của các tỉnh đó thì nó ít thôi. Nhưng nếu chúng ta có nó sẽ tốt hơn. Thứ nhất là nó một cái tủ bảo quản giống như một cái tủ để đồ của các bác bình thường, vừa là chống bụi chống ẩm. Đấy, và hai là nó cái tủ bảo quản nó rất tốt cho cái sản phẩm của chúng ta. Đấy, nhất là bác nào mà chơi thích chụp ảnh ấy, những cái ống kính máy ảnh ấy, các bác biết là một cái máy ảnh cái ống kính rất là tiền, vài chục triệu thậm chí vài trăm triệu nó vẫn có. Nên thành ra là những cái tủ này ấy, là nó rất là tốt cho những cái thiết bị về máy quay phim, máy ảnh. Đấy, chống mốc, chống ẩm mốc cái ống kính. Đấy, đấy là các bác, là đây là cái tủ thực sự là nó công năng, nó rất là nhiều công năng nhá, chứ không phải là chỉ cái công năng giữ mấy cái cuốn băng cối này đâu, nó còn nhiều công năng khác cơ. Đấy, đó nghỉ ạ. Em chia sẻ đấy thôi, cảm ơn các bác nhá. Và tất cả giá này em đều báo công khai, và giá tủ này em bao ship tận nơi, được chưa? Giá bao tủ và nọc và cái hút ẩm này em cũng giá này em cũng bao ship cho bác tận nơi luôn, được chưa? Hàng mới này bảo hành 1 năm, hàng cũ này cũng bảo hành 1 năm, được chưa? Đấy, hàng này là hàng mới nguyên đai nguyên kiện thì em đã mô tả sẵn trên video rồi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Bác nào mà chúng ta quan tâm đến một trong những cái sản phẩm trên thì có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Gia Audio lên số điện thoại trên tấm biển màu xanh giúp em nhé, 0975884009. Số này em có Zalo. Đấy. Bác nào ở Hà Nội thì mời các bác qua trực tiếp tại cửa hàng ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Còn bác nào ở xa thì em ship hàng tận nơi, được chưa? Em ship hàng tận nơi và có cọc, các bác cọc một phần thôi. Các bác cọc một phần còn lại là kiểm tra hàng thanh toán, được chưa? Sai đâu em chịu đó. Nếu sai gửi sai hàng em chịu đền bù cho các bác, mà nếu làm hỏng hàng trong quá trình vận chuyển thì em sẽ đền chịu trách nhiệm cho các bác. Tóm lại là khi các bác nhận hàng là các bác bóc hàng ra kiểm tra đúng hàng hay không này, rồi kiểm tra xem có mép móp méo vỡ hay không. Nếu mà bị thì báo lại em sẽ có trách nhiệm cho các bác, được chưa? Miễn sao các bác là nhận được hàng các bác thấy ưng ý về sản phẩm, sản phẩm nó không vấn đề gì cả. Đấy, còn lại lỗi lầm hay vấn đề gì đó các bác cứ liên hệ bên em sẽ phục vụ và cũng như là làm hài lòng các bác luôn về cái dịch vụ sản phẩm luôn các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các video tiếp theo của Hoàng Gia Audio ạ.